xin mến chào các bạn nha hôm nay mình giới thiệu bán cái máy cắt hạ thùng hết bạn thì chiếc máy này thì anh này anh giới thiệu bán cho anh em và các bạn cần sử dụng làm máy sớ máy sớ hạ thùng hay hoặc là máy kéo lúa ha thì chiếc máy này gồm cái động cơ là windai một tấc lẻ tư một trăm ba mươi ngựa hết bạn chục bô động cơ windai chục bô ha dàn chân là chân 70 mươi À, xích bảy uh, mươi xích 70 nhưng mà cốt 35 mươi lăm hết bạn à, thì uh, anh này anh, uh, bao cho anh em sử dụng là hơ hám đồ này kia là bao cho anh em sử dụng ha đó thì uh, địa chỉ của cái anh uh, máy này uh, là ở uh, Dũng Liêm uh, Vĩnh Long ha Dũng Liêm Vĩnh Long ha anh em nhớ nhiều đi rồi anh em uh, có nhu cầu mua thì liên lạc trực tiếp số điện thoại nào ở trên cái uh, uh, tiêu đề để gặp ngay chủ ha đây đây là chiếc uh, máy cắt uh, hạ thùng hết bạn thì mình cũng không biết là như thế nào đó nhưng mà anh hạ thùng anh không có cần sử dụng nữa bây giờ anh bán anh em nhóm mua được thì mua hai cái giá này mình thấy rất là rẻ à, anh nói là 50 triệu có thương lượng động cơ ba một trăm ba mươi ngựa hả bạn ha đây là cái phần dàn chân nè à, chân 70 xích 70 cốt là anh nói là cốt là cốt 35 mươi bạn cốt lớn luôn nó mặc dù bơm bơm đồ này kia bơm số đồ này kia đều của 70 hết trơn hả bạn đó cái giá bán là 50 triệu có thương lượng. Nó xài xích uh, xích 70 luôn đó các bạn. Anh nói uh, có thể làm uh, xích lớn hơn tí nữa cũng được nữa đó. Thì anh em cần thì cứ liên lạc trực tiếp số điện thoại nằm ở trên cái uh, tiêu đề để gặp ngay chủ ha. Anh này thì anh ở uh, Dũng Liêm Vĩnh Long đó. Cái phần khung ở trên này các bạn. Thì cái giá 50 triệu đồng mà anh em về chỉ cần uh, đóng thêm miếng tôn ở bên trên ha. Với uh, làm sơ sơ thêm uh, mấy cái hộp số nữa thì uh, À, 6-70 triệu gì đó thì mình có một cái à, máy sớ bánh xích ha đó thì anh em mua một cái, à, cái dàn sớ nghĩa địa à, cũ cũ rồi đó thì cũng à, tầm mười mấy 20 triệu gì đó bạn lắp lên ha thì à, mình có một cái à, máy sớ bánh xích hay hoặc là mình đóng thêm cái thùng là mình có một cái máy kéo ngon lành ha đó. máy kéo à, à, 130 ngựa ha thì anh em cần thì nhớ liên lạc trực tiếp số điện thoại nằm ở trên cái phần tiêu đề để gặp ngay chủ nha bạn. Còn anh em và các bạn cần bán đồ thì liên lạc qua bên kênh của mình, số xin gọi là 0352 915 395 là cần bán đồ thì hãy liên lạc bên mình ha.